trước thềm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tuần qua, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức các đoàn đi thăm chúc Tết các doanh nghiệp, cơ quan, cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Tại mỗi nơi đến, lãnh đạo tỉnh đã ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trong tiến trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2022. Đồng thời, chúc các tập thể lãnh đạo, người lao động các đơn vị, doanh nghiệp đón một mùa xuân mới an lành hạnh phúc. Mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng thành lập nhiều đoàn đến thăm chúc thọ và chúc Tết các cụ tròn 100 tuổi trên địa bàn tỉnh. Trao tặng thiệp chúc thọ của Chủ tịch nước, khánh vàng của tỉnh, cùng quà chúc thọ cho các cụ, lãnh đạo tỉnh chia vui cùng các cụ và gia đình, đồng thời mong muốn các gia đình và chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt cho các cụ trong những năm tháng tuổi già. Cung ứng hàng hóa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngoài kênh bán lẻ hiện đại, Bà Rịa Vũng Tàu còn khoảng 300 cửa hàng tạp hóa quy mô trung bình nhỏ trong các khu dân cư và 8 cửa hàng tự hào hàng Việt bao phủ hầu hết thị trường tiêu dùng. Theo ghi nhận của phóng viên thời sự, đầu tháng 12 năm 2022, các cơ sở sản xuất kinh doanh bắt đầu chuẩn bị nguồn hàng cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với lượng tăng từ 10 đến 15% so với cùng kỳ và tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Tuy nhiên, do bối cảnh kinh tế cuối năm gặp nhiều khó khăn nên đến thời điểm này, mức tiêu thụ tại nhiều cửa hàng chưa đạt được như kỳ vọng. Dự kiến sau ngày 23 tháng Chạp, sức mua mới bắt đầu tăng mạnh. Góp phần cùng ngành y tế khắc phục tình trạng thiếu máu trong cấp cứu và điều trị người bệnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp Hội Chữ thập đỏ thành phố Vũng Tàu và Trung tâm truyền máu Chợ Rẫy tổ chức tiếp nhận hiến máu đợt 1 năm 2023. Đây là đợt đầu tiên khởi động chiến dịch vận động hiến máu và chương trình lễ hội Xuân Hồng năm 2023. Trong đợt này, Hội Chữ thập đỏ thành phố Vũng Tàu đã vận động được hơn 400 cán bộ, công viên chức và người dân trên địa bàn đăng ký hiến máu. Qua đó, ban tổ chức đã tiếp nhận 352 đơn vị máu. Chương trình lễ hội Xuân Hồng năm 2023 diễn ra trong 2 tháng, từ ngày 25 tháng 12 năm 2022 đến ngày 25 tháng 2 năm 2023. Trong chương trình, ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh phấn đấu vận động tiếp nhận 3.300 đơn vị máu. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn khiến nhiều doanh nghiệp buộc phải giảm lao động. Trong năm 2022, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiếp nhận hơn 16.400 hồ sơ người lao động đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp, tăng hơn 2.600 hồ sơ so với năm 2021. Trong số này, gần 16.000 hồ sơ đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền hơn 378,8 tỷ đồng. Bên cạnh giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp kịp thời cho người lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng mở rộng liên kết với 10 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo 40 nghề ngắn hạn, giúp người lao động có thêm lựa chọn công việc mới. Năm 2022, trong số 60 vụ tai nạn giao thông gây chết người xảy ra trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, thì tai nạn giao thông tự gây chiếm 41,6%. Theo nhận định của lực lượng chức năng, đa phần tai nạn tự gây có liên quan đến bia rượu. Thời điểm gần đến Tết Nguyên đán, vi phạm nồng độ cồn có xu hướng gia tăng. Do đó, kiểm soát và xử phạt nghiêm vi phạm nồng độ cồn là một trong những giải pháp được Công an thành phố Vũng Tàu đặc biệt chú trọng vào thời điểm này, và xem đây là giải pháp tiên quyết để kiềm chế, tiến tới kéo giảm tai nạn giao thông ở năm mới 2023.